hôm nay rảnh rảnh hai anh em đi với thằng hôn mê nè, đi ra coi xe rồi chơi thôi. Chiếc này quá đẹp luôn. Chiếc này là gì? Cần nhất chiếc này là Acura CLS. Bên trong đi. Bên trong ghế đỏ luôn, đúng đẹp luôn. Quay xe mới mà nó đẹp vậy nè. Bên trong ghế đỏ nè. Quay xe mới chưa lăn bánh mà để vậy nè. Ui, trời lừa hết. Nhưng mà màu xanh này quá đẹp ha anh em ha. Màu xanh này á nó ánh tím y như chiếc ở tính ở nhà đó, chắc là cái cốt màu xanh này y hệt đó. Mâm bạn lớn chứ bộ, mâm này bạn bao nhiêu đây? 225 10 R19, quá đẹp luôn. A-spec đó, mâm xám chuột, xám lông chuột, còn một chút cái đất bill ăn sau này, cái đuôi này. Chiều hết, chiều hết, ống xả hai bồ như thế này là V6 nếu không nhầm, V6 quá đẹp luôn mẹ. Lại là IELTS rồi, IELTS mới là đẹp, IELTS không có đẹp. IELTS là giống như là bản thường thôi nè, bản thường thì sai mà bỏ bao nhiêu, 17, sai 17. IELTS bản thường thì nó không có cái đuôi, nhìn nó khác khác, mà cái đèn này hơi giống Lexus nè. Đó, bản thường này không đẹp, rõ ràng. Màu trắng này thì nhìn trắng mà nó mâm màu bạc quá. Chiếc này là mình kết nhất. Màu xanh, màu xanh mâm này quá đẹp, cái này quá đẹp rồi. Dàn ghế trong màu đỏ luôn, đúng bài dân chơi luôn, đúng bài các dân chơi luôn đó. Đang ở Acura với lại Honda. 45.000. Đúng rồi. Cái này giống như Thạp Bo thôi. Ok, cho anh em xem một chiếc SUV của Acura. Đó, ngoài trắng, bên trong nội thất đỏ, mâm xám chuột. Trời ơi, đồ quá đẹp. Trắng đỏ không bao giờ lỗi thời. A-spec. Audi X. Ồ, cái này Audi Try luôn nè, cái này ok đấy. SUV mà đang còn trẻ nên cũng không muốn chơi SUV man. Nhưng mà đẹp đó. Đó, nếu mà mua nhà đi thì cái này cũng ok, coi có giá không? Trắng đỏ không bao giờ lỗi thời. Giá bên đây đúng không? Đúng không? Ok, coi giá bao nhiêu anh em? Tội xui à. Ở đâu? Giá đâu rồi? 47.000. Đi. Cho anh em xem chiếc màu xanh. Màu xanh này quá đẹp rồi, nói gì nữa giờ. Acura có cái màu xanh này ha, Audi nó có màu Type S ha, không biết cái màu cốt này giống không, nhưng mà quá đẹp. Màu đen thì không thích lắm. Đó, anh em xem nè, chiếc Audi X, Audi Try, A-spec. Ồ, chiếc này như có chủ rồi sao nè. Ồ, cái biển số của đây là thử xe này sẽ thử rồi. Quá đẹp luôn, nói gì nữa giờ man. Đó, cái đèn bây giờ cái thời đại 2020 2021 đó đã làm đèn kiểu dạng led led mà đi từng khối nhỏ nhỏ này là đẹp, mâm bạch lên màu quá đẹp, màu xanh ha, đi mâm xám chuột đúng cứng luôn. Đèn bóng thì cũng đẹp ấy, nhưng mà nó trội đi cái màu, trội đi cái màu xanh này đi, nó không có đẹp như là cái màu xám lông chuột. Quá đẹp rồi, bao nhiêu quan thì là gì đây, không bảo hành á, không bảo hành, mà xe này chắc là chỉ là xe thử thôi, chạy thử thôi, nó để biển số vô chứ hả, chứ còn mấy thằng kia đâu cần đâu. À, mấy chiếc này là mấy cái người mà ta đổi đao vô nè, Mazda nè. Đó, giống như bên kia có chiếc Toyota RAV4 kìa. Đó. Xe quá đẹp. Xem, ngày xưa mình cũng phải chiếc này nè anh em. Accord nha. Bản này là bản Sport rồi. Hình như không biết phải Tour đây không, nhưng mà nó có cái mâm này nè. Để ra làm sao sau coi coi. Accord Sport đúng luôn. Tại vì anh em họ mình có chiếc này. Ồ, má trong đây có chiếc TL nè, mới quá trời luôn nè, còn sọc luôn nè. Đó, đủ TL còn mới phết man.
đâu. Má nào đổi chia vô đấy. Tiếc vậy. Clean. Clean man. Không thấy gì. Thấy VIN number với này này kia thôi. Chứ này bán ít giống như là CL. Clean man. Này là sport nè. Màu đỏ. Sport. À cord. Này thì giống một kha rồi. Một là mua ăn còn, hai là mua Civic. Thôi đi coi Civic đây. Civic kia kìa, thấy con chết kìa. Ai. À có màu trắng. Quá đẹp. 2.0 turbo. Cái này là touring nè, cái này là top mẹ rồi. Này đợi top rồi. Cái gì đấy? Cái chim. Đây đây đây, bên đây có một con Civic màu đỏ. Con này là chắc là đời sport rồi đó. Nhìn cái mâm đó là sport rồi đó. Đây, màu đỏ ngoài nè anh em. Từ từ. Chúng tôi ở đây. Rồi, quay cái đã. Ok, bây giờ coi xem là cũng là bay rồi luôn, chắc là xe nó đi rồi. Civic. Đuôi sport touring, cái này top luôn rồi. Top rồi, top rồi. Quá đẹp. Nói gì nữa trời. Vô cái đuôi nữa ha, đổ hạ hạ xuống xíu nữa ha. Trời ơi. Lau nước miếng, lau nước miếng. Chiếc này là chắc chắn là có đi rồi, đảm bảo. Mâm bản 18 luôn, má, bản to ghê ha. Mâm này mâm sport nè, quá đẹp luôn. Màu đỏ này thì nói gì nữa. Sport touring. Cái này vô cái đuôi nữa, trời ơi, khỏi nói. Khỏi nói luôn. À sao dành ghế kỳ vậy? À nó gập gập xuống, nó gập xuống. Cái ở giữa hình như nó có cái miếng trắng nè. À không, vẫn ngồi được full luôn. Ngồi full luôn. Đó, mấy cái cản đen dưới nè. Còn nguyên. Dàn bô là đi vô giữa hết nha. Civic á. Hình như là đây là cái dòng đầu tiên của Honda mà nó đi vô giữa. Mai mốt có khi nào Honda nó đi mid engine không ta? Máy ở giữa không? Nói chứ Enedit đó. Có gì đâu. Anh nhập Civic này nè, bao giờ nó mới lên Supercar man? Hả? Hay là classic của nó như vậy rồi, nó không lên Supercar nữa. Nhưng mà thấy cái độ đã. Nhìn trong hình à, đẹp ha. Đâu. Ok thôi, qua Honda đi man. Coi ra bên nó như thế nào. Chứ có nàng gì à? Anh em nhìn thấy gì ở đây không? Nè, thấy cái gì đây không? Hay không? Mình không biết thì mình dám thả thôi chứ mình đâu có phải làm cái gì đâu mà. À, giờ đi thả rùa anh em ơi. Đụng nó chạy đàng hoàng nha, đụng lại như lời cô Mai đi. Lòi đầu á nhìn, biết đụng kêu hàng đĩ này nó chở anh đi đâu không biết. Lòi đầu á. Anh nhìn nè. Bây giờ anh đợi bò đi nè. Có cái đuôi đẹp đó nè. Con này mà ai chịu nuôi đẹp lắm á. Con này to lắm. Vuốt nó nhọn ghê luôn. Nhìn nè. Cho mày về hồ nha. Đây là cái hồ gần tiệm mình làm anh em. Thả từ đây luôn không hay sao? Có cá, có cá.
thôi nha. Điện này là cu. Xuống luôn. Đâu rồi?